Rồi Vũ Linh xin kính chào toàn thể anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ ha. Đó, hôm nay là đưa cho anh em lên một lên cái lô là gọi là siêu VIP nha anh em. Đó, từ đây sắp tới là toàn hàng VIP cho anh em không, máy đẹp thì nhức nách. Đó, này gồm có là những con máy như sau là Komatsu 40 ly. Đó. Con này là con Robin 351. Đó, Robin này anh em nào mà về mà nhà mà có cái bàn dài đấy ha, Tết mình đem con này ra mình chưng luôn khỏi chưng dưa hấu. Đó, con này rất là đẹp nha anh em. Đó, Tanaka đẹp 99% luôn. Kyogit Echo 260. Đó, hàng này hổm gà anh em là săn lùng rất là nhiều. Đó, chạy bốc khỏe ghẻ. Đó, đủ hoài hết. Đó, rồi anh em xem clip cho em xin một lượt đăng ký ha, gõ vô cái chuông thông báo bấm chỉ tất cả đó, cho mỗi khi em lên video nó sẽ hiện thông báo về cho anh em đó, cho nó hiện sớm về cho anh em để anh em vô lựa chọn những con máy mà mình ưng ý ha, những con máy ưng ý và những con hàng VIP đó, hoặc là những con giá rẻ cho mình về sử dụng đó. Rồi anh em mà thương em nữa thì cho em một like và một lượt chia sẻ ha, chia sẻ qua Facebook, Zalo gì đó, hay là bà con thân thiết gì đó cần mua máy thì giới thiệu với em cảm ơn rất là nhiều ha. Đó, hôm nay em lên lô này là lô chữ D nha anh em. Chữ D ha. Đó, anh em muốn chốt máy thì để là D9 cộng số điện thoại, tôi chốt con D9 cộng số điện thoại hoặc là con DM gì đó cộng số điện thoại với phần bình luận. Đó, hoặc là gọi trực tiếp với em là 0972949527. Đó, hay là kết bạn Zalo số đó ha. Với kết bạn Zalo số đó mà anh em mà muốn cần cái máy gì hay là cần cái mình sử dụng đó, mình muốn sử dụng phát cỏ nhưng mà mình xài sao đó thì báo với em lựa máy cho ha. Đó, cho hợp túi tiền với mình với lại phù hợp với công việc của mình sử dụng. Đó, phù hợp với công việc của mình sử dụng ha. Đó, nhiều khi anh em mới thấy con máy trên đây nó là 34 ly nhưng mà anh em về khui ra nhỏ quá, anh em không phát ra không tác dụng được con máy của mình, bởi vì nên là nó phí anh em, nó phí lắm. Ví dụ mình mua con máy về mà xài không được nó uổng lắm. Rồi anh em để số điện thoại với phần bình luận thì lưu ý em gọi là chốt hàng cho anh em là chỉ có một số duy nhất là 0972949527 nha anh em. Đó, chỉ là gọi một số duy nhất số đó ha. Đó, không có dùng số khác nha anh em, lưu ý ha. Rồi, mua hàng thì em tặng cho kèm là 4 món nè, video nè, lữ nè. Là mấy cái này món nữa em tặng món mới anh em, tại em để đây ghiếc nó dơ đó. Ghiếc mở mua ghi nè. Ổ cước là 4 món với tặng kèm thêm cho mình một chai nhát hai thầy cho về mình pha. Đó, tỷ lệ pha dùm em là 1 lít xăng trên 40 hoặc 50. Đó là trong đó là dừa. Đó ha, là 40 nè anh em, mình pha nhiều hơn tí xíu. Pha xong mà cho cái máy mình có độ ra khói nhẹ là được, do máy mình hai thầy mà. Đó, một chai nhớt hai thầy ha, là chương trình này tặng kèm cho anh em đến Tết. Anh em không lấy nhớt thì lấy cái bơm nước. Đó, được quyền lấy một trong hai ha. Hay là mình không xài, không sử dụng đến hai mục đích đó thì mình bớt lại trực tiếp 100.000. Đó, không lấy hai món đó thì trừ lại 100.000. Như con này 1,5 triệu trừ lại 100.000 còn 1,4 triệu. Đó, 4 món đi kèm ha. Hàng đến anh em được quyền khui ra kiểm tra, khui máy ra kiểm tra, châm xăng pha nhớt vô chạy thử, ok đúng hàng, nổ ngon lành trả tiền. Còn không thôi lắp dao vô phát thử cũng được luôn nha. Ok ngon lành trả tiền, không ngon lành trả về. Đó, anh em khỏi lo mua hàng trên mạng, anh em khỏi lo ha. Cái đó là những cái quyền lợi của anh em. Đó là mình mua về mình được, phải là bắt buộc là phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Bắt buộc anh em, ví dụ như mà giao đủ với anh em hết rồi nhưng mà anh em hàng đến anh em không khui ra kiểm tra, anh em cho thằng shipper đi, anh em trả tiền nó đâu đó đàng hoàng thì phản hồi lại là thiếu cái lữ hay là thiếu cái ổ cước, là cái đó em không chịu trách nhiệm được nha. Cái đó là em không chịu trách nhiệm. Anh em thiếu hàng, thiếu đồ thì anh em phải kiểm tra liền trước khi thằng shipper đi đó thì ấy. Còn ví dụ như anh em chốt máy tặng kèm 4 món này mà anh em muốn thêm một cái lưỡi hay là thêm một cọng dây gai gì đó em vẫn cho luôn, nhưng mà hàng đến kiểm tra trước rồi ngon lành hết rồi hãy nhận giùm em, chứ đừng có nhận xong mà nó thiếu đồ đó, hay là anh em cái vú nó bể ra anh em mua máy em gửi vô cho anh em một hai cái về lắp vô cũng được luôn đó. Rồi vô chi tiết anh em, này có hai cái đầu máy nên là 1 triệu một đầu, bán cho anh em về gắp xịt thuốc hay là chế xe chế gì đó ha. Con này là Mitsu T130 ha. Đó, nổ rồi hết rồi nghe anh em, nổ rồi lên chế mới hết chạy ngon lành hết rồi nghe, do thiếu láp gáp, bởi vì em đưa vô em bán đầu cho anh em luôn đó. Cái này con bố thì chị nói em gáp vô đầy đủ ha. Đó, gáp vô đầy đủ con bố rồi cho anh em, để về là chỉ việc là gáp vô đầu cắt cỏ xài hay là
đốt xịt thuốc thì thôi. Đầu này là giá 1 triệu bao ship, anh em không có tặng kèm gì hết nha. Giá 1 triệu bao ship, không có phụ tùng đi kèm nha. Đó, con này cũng vậy luôn. Hai con này là nồng 32 ly và 24cc hết ha. Là nó xài tum rề hết á, tum rề tum 260 đó. Anh em về bỏ vô xịt thuốc hay là chế cháo, chế gì đó thì tùy anh em ha. 1 triệu một đầu. Đó, anh em thích cái đầu nào thì liên hệ với em ha. Đó, Kawasaki hay là Mitsu 130 gì đó. Đó, hai con này là nổ ngon lành hết rồi nha anh em. Đã dọn nổ ngon lành hết rồi ha. Đó, rồi. Rồi, vô con đầu tiên là con D1 và D2 luôn đi. Đó, rồi. Đó, cặp này là cặp ít tin nha anh em. Con này 23, con này 2450. Con này nồng 32 ly, 23cc. Chế quanh rồ hai kim, hai con này là xài chế với điện giống nhau nha anh em, xài chế với điện giống nhau là quanh rồ hai kim, IC lại xe 260 điện 260 đó, đó là hư hỏng gì là đồ đạc rất là dễ thay. Con này 23cc, con này 24cc, con này chụp giật có trợ lực nhỏ nha anh em, con này 1,5 triệu, con này 1,7 triệu đó, tum liền, con này tum nhôm, ủa con này tum mũ nha anh em, còn con này tum nhôm ha, đó tum nhôm bởi vì nhìn nó chóc sơn nè, còn tum mũ thì nhìn nó liền lạc hơn, nó không có bị chóc sơn ha. Đó, hai con đây anh, con 1,5 triệu, một con 1,7 triệu. Con này thì nó có cái miếng mướp ở đây nè, rất là mềm. Ga và công tắc nằm trên đây ha, con này thì nằm trên đây. Con D2 đó, ga công tắc nằm trên đây đó, còn con này ga giữ bên đây ha đó, công tắc thì nằm ở dưới này. Anh em không thích thì em đâu có thể đổi ra bóp cho anh em, ra bóp mới cho anh em luôn đó. Đầu bò xin nè, đầu bò xin ha, chén cỏ xin hết đó. Con cỏ này nó bị bể chỗ này rồi. Đó, anh em thích thì để, không thích thì em đổi cho cái mới luôn. Đó, D1 và D2 nha anh em. Rồi nổ đi. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký ha. Đó, đằng mình lụm mấy con máy này là nổ em ơi. D1 và D2 anh em. Đó, anh em mà chốt luôn cặp thì có thể là bớt cho anh em thêm tí xíu tiền cà phê thôi nha. Đó, anh em lưu ý ha. Đó, hôm nay là hai con này là anh em chặt cước được luôn nha. Anh em phát cước được luôn nha. Đó, mình để cước chừng 5 phân 7 phân là chạy ok. Đó, hai con này, D1 và D2, con này có chạy lực nhỏ, con này giật thường. Đó. Một con 1,5 triệu, một con 1,7 triệu ha. Rồi, tiếp theo D3 là anh này là anh Makita. Đó, Makita ha anh em, tem giờ còn luôn, máy đẹp, còn 9 nút luôn đó. Đó, con này là nòng 32 ly và 23cc, xài chế quanh rồ, một kim chỉnh. Chụp giật có trợ lực nhỏ nha, tum nhựa, tum liền. Makita, áo đóng chữ nổi luôn nha anh em. Đó là chữ này nổi luôn nha. Đó anh em thấy không? Đó, con này nòng 32 ly, 23cc, anh em mà mua mấy con này về mà xài gia đình thì biết gì nào mà hư. Đó, lý do là nó còn rất là đẹp. Đó, nó đâu còn đẹp đó thì cái độ bền nó sẽ cao ha anh em. Đó, cái chỗ này là thun này là anh em là nó giảm rung cho mình nha, chứ không phải là em không dàn ốc đâu ha. Cái này là cái giảm rung cho mình. Đó, anh em thấy không? Nó phải gơ nhẹ như vậy tặng cho mình điều khiển hai cái tay nó không bị rung, nó không bị tê ha. Đó, tem còn nguyên luôn nè, đầu bò zin mà nó đẹp nè anh em. Thấy không? Đầu bò zin như đầu bò mới luôn. Đó, zin đẹp. Nói chung hàng tuyển anh em, hàng này là hàng tuyển bởi vì máy là nó đẹp, nó rất là đẹp. Đó, máy đẹp thì lấy về bán cho anh em, cho anh em sử dụng cho cái độ bền nó cao ha. Đừng có tiếc mà lựa mấy con máy mà nó, nếu như con máy nó xấu quá thì ở bển nó xài nhiều về đây thì mình xài lại thì nó mau hư. Đó, còn cái máy nào đẹp nết xài thì về đây mình xài lại số lượng nó nhiều ha anh em. Đó, xài cái tuổi thọ nó cao hơn. Rồi, nổ luôn đi em. Ga này hai chế độ luôn anh em. Đó, một chế độ là tự động trở về. Đó, cái này là tự động á, là mình lên tự động trở về, nó như ra bóp gì đó, còn anh em muốn chết thì anh em lên ra anh em bóp cái này vô. Đó. Nha, vậy là tự động trở về, còn thôi là tự đi chảy nha. Đó, công tắc nằm bên đây nha, công tắc ngắn nha anh em. Rồi, nổ lại. Quá đẹp luôn, trời ơi, cái động dây giật nó còn quấy chát luôn, ông nội ơi.
Đó, anh em thấy không? Thấy công viên vực không? Dây zin anh em thấy nó tươi tươi không? Đó, quá đẹp, quá sáng. Có trợ lực nhỏ, kéo nhẹ là đổ. Rồi D3 anh em, anh em nào thích thì chốt. Đó, anh em thì nhớ đăng ký kênh giùm em ha, cho em lên mấy con này nè. Đó, thằng giết không đó anh em ơi. Đó, đừng anh em không đăng ký thì anh em xem chảy thì người ta sẽ bị người ta mua trước ha. Rồi, tiếp theo D4, D5. Đó, hai con luôn. Đó. Hai con ngọc trinh nha anh em. Đó. Con này là nòng, hai con này nòng 34 ly hết, là con này là kêu gít echo. Con này nòng 34 ly, con này nòng 32 ly chứ, xin lỗi anh em. Đó. Thấy không? Con này 24 20, còn con này là 24, con này là nòng 34 ly 24cc. Còn con này 32 ly thôi nhưng mà nó cũng 24cc luôn. Thằng này xài tôm nhôm nhưng mà rất là đẹp nha anh em, này tôm nhựa. Nói chung hai con nào cũng đẹp hết. Hai con nào cũng đẹp hết chứ không con nào xấu hết trơn á. Đó, thằng này là xài chế quanh rồ hai kim, chế zin. Nha, anh em lưu ý ha, là cái nào lô thì em mới nói lô. Còn cái nào zin em nói zin. Mà hình như toàn bộ hôm nay là zin hết, chỉ có hai cái đầu gầy này là đã lên chế thôi. Còn bao nhiêu là zin hết nha anh em. Đó, đồng 34 ly, 24cc, chụp giật trợ lực, chế quanh rồ hai kim. Đó, hiện tại thì nó con này là không có xài tay nha anh em. Một tay là mình vịn chỗ này và một tay là mình ở đây là mình phát luôn, chứ không sử dụng tay. Còn anh em nào mà muốn thích lên hai tay, muốn ga trên đây chế độ như gì, hoặc là lên ga bóp thì báo em sẽ đổi cho cái đó là miễn phí, không thêm tiền ha. Còn anh em nào muốn zin nguyên bản như gì để cho mình tứ á, tứ nước á, thì nó sẽ rất là gọn nha. Nó không có bị vướng, không có bị gì chứ, nó rất là gọn. Đó, rồi. Đầu bò zin nha anh em, đầu bò zin nè, chén cỏ chưa có nè, cho cái mới. Đó, kêu gít echo. Đó, tem nó đây ha, mã số đây anh em về có thể là quy tế nhà là được quyền trách xem thoải mái, đúng hàng đúng như trên con video thì anh em nhận. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, con này thì nó còn đẹp hơn nha anh em. Con này làm như bảnh nó chưa xài luôn, nó quên châm xăng luôn hay gì nè. Đó, con này trợ lực thì trợ lực nhỏ nha. Trợ lực nhỏ, đó, bộ chế này thì bộ chế vút bơm trước, nhưng mà dẫn ra ngang nha. Mình sau này hư hỏng gì mình lên chế, mua bộ chế mới, quanh rồ thứ gì cũng được luôn ha. Là lắp vô đây là y gan, không cần phải chế cháo gì thêm nha. Đó, tum này thì tum nhôm. Đó, tay thì hai tay và ga giữ ha, công tắc của echo trên đây. Đó, đầu bò zin luôn, cần zin đẹp. Đó, 242 luôn nè. Đó, đây để em xem cho anh em xem cái bộ hơi của thằng này ha. Thằng này phải nói là hôm bữa là thấy nó ha, là nó cái kiểu mà nó chùm bọc lên luôn anh em. Nó kỹ lắm, nó để không mà nó đâu xài đâu, bởi vì chùm bọc. Đó, anh em thấy cái bộ hơi không? Đó, mới chát luôn nha. Anh em lưu ý là cái thằng này nó có bán đồ, cái bộ hơi nó có bán lô ha. Là đồ lô nó có nha. Anh em lưu ý cái chỗ nào không uy tín nó thay lô vô thì mình chạy chừng 10 lít xăng là cái bộ hơi nó là tiêu rồi nha anh em. Đó, cái bộ hơi nó dở lắm. Đó, đồ của Việt Nam mà sao mà chất lượng của Nhật được. Đó, mà con này thì em bao zin 100% ha, không thay thế gì hết, chỉ là gỡ ra vệ sinh, xúc chỉnh bộ chế là nổ. Đó, đây bô nè, bô còn trắng tư luôn nha anh em. Đó, không phải là xấu đâu ha, tại vì cái máy này là nó màu đỏ nó không có nổi thôi, còn thằng này nó màu cam nó nổi hơn. Đó, nói chung hai con nào cũng đẹp hết. Đồng giá 1,8 triệu một con nha anh em, 1,8 triệu một con ha. Đó, chắc anh này anh em là me con này không, chứ con này chắc chê quá. Đó, 1,8 triệu một con. Rồi, nổ đi em. Rồi, 1,8 triệu một con D4 và D5 ha. Anh em thích con nào thì lụm con đó. Đó, nói chung là cái dòng có trợ lực đó thì nóng lên là nổ. Đó, con này là anh em ha, thích hợp cho những bác mà từ 50, 60, 60 mấy rồi đấy ha. Là lấy mấy con này. Nó nhẹ, nó tầm gáp đầy đủ với tầm cỡ 4,2 kg thôi. Nó nhẹ, giật nó dễ nổ, nắm lên là nổ, không cần dùng tới sức. Cái thứ ba là nó rất là tiết kiệm xăng. Đó, nó rất là tiết kiệm xăng luôn. Đó, đâu cần tới sức đâu. Thấy không? Nắm thẳng lên là nổ à. Đó, hay là chị em phụ nữ gì đó xài mấy con này thì quá êm. Tại vì nó nhẹ mà nó khỏe, nó 34 ly 24cc. Đó.
Đây, con này cũng vậy luôn. Là nắm lên là nổ chứ không dùng tới lực nha. Đó. Rồi, chiều 8 một con anh em. Anh em thích con nào thì chốt con đó thôi. Rồi, tiếp theo D6 là một em Mitsui tên là 23 D7. D6, D7 luôn đi. Là một em Mitsui tên là 261. Đó, hàng mà anh em là phải nói là tìm kiếm và săn đón. Con này thì nòng 31 ly nha anh em. Con này thì nòng 33 ly, xài chế quanh tròn hai kim hết. Đó, nói chung là hai con này là cái món gì nó cũng có đồ lô. Và thằng Trung Quốc nó có nhái theo thằng này. Đó, bởi vì anh em mua thì phải biết cái chỗ uy tín và cái chỗ nào thì phải đâu ra đó rõ ràng với mình ha. Mình mua trên mạng mà. Đó, nói chung không tin ai được đâu. Đó, thằng này nói chung là hai con này là còn bao là bao zin cho anh em hết. Bao zin cho anh em hết ha. Đó, bao zin hết luôn. Cái nào lô quá thì gửi tiền lên luôn. Đó, tum thì tum nhôm hết nha anh em. Con này giá 1.8 triệu, con này 2.6 triệu nha anh em. Đó là nói chung là bao xin hết, con này thì còn đẹp hơn ha. Tum nó tum nhôm nhưng mà chưa chóc sơn luôn. Con này thì có chóc rồi ha. Đó, tem tiếng được của nó đây. Đó, thấy không? Đây, tem này ha. Đó, mình sang dưới zin luôn nha, còn trắng sáng luôn nha anh em. Nói chung hàng còn rất là đẹp. Bộ chế zin nha, chế zin mà nó đẹp tới cỡ đó đó. Đó, thấy không? Đó, nồng nít đồ zin hết nha. Nói chung con này còn trên 9 nút nha. Đó, lóc đóng mất anh ra băng cho mình luôn. Con này cũng vậy luôn. Đó, nói chung hàng đẹp, hàng tiễn mà. Con này cái mẫu nó bị bể tí xíu đây nghe anh em, không ảnh hưởng gì nha. Đó, có sao em nó gõ trên đây luôn. Cho mình về mình gỡ kiểm tra là thấy là đúng liền. Ờ, à, con này bể về là thấy bể gan là thoải mái của mình liền. Rồi, đầu bò zin hết nha. Con này cần màu đen, con này cần màu trắng. Đó, công tác làm như này hết. Ra giữ hết luôn. Rồi, nổ đi em. Còn trắng tư luôn. Rồi B6, B7 nha anh em. Rồi tiếp theo B8 là một em Komitsu. D8 nha anh em, là Komitsu ha. 2600, cái tem nó bị chóc rồi. Đó, nồng của nó là 34 ly. 26cc ha. Đó, con này thì nói chung hư hỏng là đồ rất là dễ thay nè. Đó, cho nên mà muốn cái máy nó khỏe mà đồ dễ thay thì lâm này ha. Đó là mua cái món gì mới cũng có hết. Tum này cũng tum nhôm luôn. Tum nhôm, tum gời luôn nha anh em. Đó, bộ chế này là cũng có dấu bơm dưới nhưng mà xài với tông ga. Nó cũng có kim chỉnh gió rồi cho mình ha. Đó, nó cũng có kim chỉnh gió rồi nè. Đó, anh em thấy không? Kim chỉnh gió màu vàng đó. Đó, nòng 34 ly, 26cc, Komitsu. Đó, tum nhôm bởi vì nó hơi chóc nha anh em. Đó, cái cụm này nó có giảm rung cho mình nè, thấy không? Cái cụm nó quá bự. Đó, đầu bò zin luôn. Đó, nói chung thằng này thì chạy rất là bốc rồi, đập cước thì bao la luôn, bơm nước thì phải khỏi bàn. Đó, 30-40 mét là cái chuyện bình thường ha. Đó, đây tổng hoàng ha. Nói chung con này anh em sau này hư hỏng bô chế mình lên chế 260 được luôn nha. Đó, lên chế 260 được luôn. Đó, mình mua bô chế với cái cổ phím vô là bắt vô là xong. Đó, rồi nổ đi. Lên xuống. Đó, hơi quá chắc, hơi ọc ọc luôn anh em ơi. Đó, cái dòng này phải nói là chạy là phải nói khỏi bàn, cái độ bền nó cực kỳ cao luôn. Mấy cái dòng này phải nói là hàng này là hàng VIP cho anh em không đó.
đó, cái máy đẹp thì cái độ bền nó cao, lóc còn sáng trưng luôn. Đó, zin hết luôn nha anh em, zin hết ha, chưa thay bất kỳ cái món gì hết ha. Đó, zin hết. Rồi, tiếp theo D9 là một em này là tên gì đây? Không có tên tuổi gì vậy. Con này là dòng Austin nha anh em. Con này là xì tin 2601 là nó nha. Đó. Cái này nó bị thằng nhà máy nào nó lụm mẹ, nó không để tem gì chứ. Đó, anh em nhìn cái máy Austin là anh em biết ha, là ốc nó nè, ốc nó là lục giác hoa. Đó, ốc nó còn rất là đẹp. Con này là nòng 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực bự, chế quanh rồ hai kim luôn. Nói chung thằng này thì đồ nó rất là dễ thay luôn nha. Đó, mình mua chế Trung Quốc hay là điện Trung Quốc gì bỏ vô cũng được hết. Tum này thì tum nhựa. Đó, đầu vò zin, chán cỏ zin luôn nha. Đó, SM26 vậy nè. Đó là 34 ly 26cc nha anh em. Đó, dòng Austin, bấm ra anh em cũng hỏi cái dòng này rất là nhiều nè. Con này giá 2 triệu à. Đó, ốc ác còn 7 màu hết nha. Máy móc còn zin còn đẹp. Đó, ốc ác 7 màu, máy còn sáng trưng luôn nha. Đó, thấy anh em thấy không? Quá đẹp. Đó, thấy không? Chỗ này nó có thùng giảm rung. Chỗ này cũng có giảm rung luôn ha, bởi vì cái con này chạy rất là đậm. Đó, công tắc nằm đây. Bật lên bật xuống anh em, bật lên bật xuống ha. Nói cái bao da này không nhìn cũng đẹp nữa nè. Đó, cầm nó chắc tay ha. Đó. Rồi, nổ luôn đi. Chế lực giật quá là nhẹ anh em. Đó, cái này cái bình xăng nhựa này là nó cũng có bán mới luôn nha. Đó, sau này hư hỏng gì mình là mình mua đồ phụ tùng rất là dễ thay. Đó, cắt cỏ bãi bây giờ là cắt cỏ hàng bãi bây giờ là hầu như là nó muốn ra phụ tùng mới là muốn hết luôn rồi đó nè. Rất là đấy. Đồ này là nó ra hình như là đồ mới muốn hết luôn rồi. Rồi, tiếp theo là một em Qgit Echo 260 ha. Đó. Tổng rồi là anh em là rất là tìm con này. Đó, không phải là lên con nào là hết con đó, lên con nào là mất được tiêu con đó. Đó, con này thì nòng 34 ly ha, 26cc. Chế quanh rồ hai kim, tay đỏ tự động. Đó, tay đỏ tự động nhảy nha. Đó. Sử dụng cái cuộn điện là cuộn điện siêu bền, là cuộn điện không hư luôn. Đó. Cuộn điện này thì không hư luôn nha anh em. Đó, anh em đừng có mà đập nó mới hư nha. Máy móc còn đẹp đó anh em. Đó, chạy hết què à. Con này thì bao anh em đập cước ha. Bao đập cước, bao chặt cỏ voi luôn. Đó, anh em ở khu vực miền Tây thì cái dòng này thì rất là ưa chuộng ha. Nó rất là ưa chuộng cái dòng Qgit này. Đó, mà nó thêm một cái nữa là chế quanh rồ, nó chế quanh rồ zin theo máy nha. Đó, anh em thấy là chế này là chế zin nha anh em, chứ không phải là em lên chế đó ha, là chế zin theo máy luôn. Đó, cần của Echo đây. Đó, đầu bò zin ha. Đây, tem luôn. Ga và công tắc. Đó, Echo là gì hết anh em. Đó, Echo là đa phần là gì. Đó, còn anh em không thích đó, thì em lên cho cái ga bóp mới như cái thắng xe đạp mình đi đó, bóp vô nó nhảy ra ha. Đó, rồi nổ đi em. Bắt tay qua cái. Quá vip chưa con này. Phải nói là khỏi bàn luôn. Cái dòng Qgit này chạy thì cái tiếng tăm của nó từ hồi đó tới giờ luôn. Mà con này còn đẹp, còn trên 9 nút luôn nè. Đó, chụp giật này thì chụp giật thường thôi anh em. Đó, mình chỉ cần gạt qua tua là nổ thôi. Cũng phải dùng tí xíu sức. Đó, qua tua là nổ thôi, nói chung ai gì cũng được hết, nhưng mà phải biết thế giùm em, hay là nắm lên chừng khúc dây này là mình gạt mạnh qua là nổ rồi đó. Chứ mà mình bắt đầu mà từ đây mà mình vượt thẳng lên luôn như gì là nó rất là nặng anh em. Đó, mình cầm mình vượt thẳng luôn rồi rất là nặng ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chó nó dễ hư nữa đó. Mình lên như gì một khúc là cho chó nó bắt nè anh em, nghe không? Đó, nghe tiếng chó bắt nè, kịch 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 nè. Đó, đó là vô như gì là bắt rồi là mình gạt qua luôn đó, là con chó nó sẽ bền ha, nó không có hư. Với lại á, anh em tắt á, thì tắt luôn,
tắt máy thì đừng có tắt luôn, chứ mà đừng tắt cái buông ra cho nó chạy, tắt cái buông ra cho nó chạy là cái đó là dễ hư chói với hư cái chụp giật của mình ha. Đó, cái đó là hướng dẫn anh em sử dụng. Rồi DM34 ly ha, 26cc, giá 2,1 triệu, tum nhôm nha anh em, tum nhôm mà nó đẹp vậy đó. Đó, thấy không, chưa có dấu chạy, chưa có dấu gì hết. Đó, giá 2,1 triệu. Rồi tiếp theo là DM11 là máy đeo lưng ha, máy đeo lưng Nhật quên xài nha, con này là bản nó quên xài, nó mua về nó để chung kho rồi nó để đó luôn chứ nó không có xài, quên châm xăng luôn nè, bởi vì cái bình xăng nó còn đẹp luôn nha anh em. Đó, bình xăng zin nha chứ không phải thay đâu nghe chạy. Đó, con này là Tanaka 270 nồng 35 ly nha anh em, 35 ly, 27cc, con này có 1,9 triệu nè. Đó, quá rẻ rồi. Rồi thấy không, bô còn trắng sáng luôn. Nói chung mua con rẻ thì bán rẻ cho anh em ha. Đó, mua hàng rẻ thì bán rẻ cho anh em, cho anh em dễ sử dụng, còn hàng nào mắc thì phải mắc. Đó, con này là sử dụng bình xăng trên, xả xăng xuống. Đó, là cái bộ chế zin luôn mà còn đẹp, nói chung là con này đẹp 99% anh em, là kiểu chưa xài luôn đó. Tum nhôm, tum gời mốt vô, tum này về bỏ vô xịt thuốc được luôn hay là chế cháo gì cũng được hết. Đó, Tanaka chỉ nổi luôn nha. Tanaka mất anh da băng đóng chỉ nổi luôn nha nè. Đó, xài bu đứng chạy cực kỳ lanh luôn ha. Đó, anh em xem cái đầu gò zin của nó mà nó còn đẹp nè. Thấy không? Zin còn đẹp, chỉ nổi luôn ha. Đó, zin hết Tanaka. Rồi, nổ đi em. Con này quên giới thiệu anh em nữa, con này có trợ lực luôn nha. Đó, chụp việc phải có trợ lực luôn anh em. Chạy phải nói chứ, quá VIP anh em ơi. Đó, anh em nhìn đi cộng dây giật anh em cũng hiểu rồi ha. Đây nè, thấy không? Đầu nhìn đi cộng dây giật không là biết cái máy nó là nó như thế nào rồi. Đó rồi, gam ti giòn phải nói. Đó, con này lúc thợ ra kiểm tra vệ sinh thấy anh em là cái bích tông nó phải gọi là cái ché hơi của nó đó, là nó kiểu như mà chưa chạy cho nó chưa có cái gì mà gọi là dấu đen hết, nó còn sọc ngang luôn đó, là nói chung cái lần nó là chưa sọc, nó đánh dài sọc ngang là anh em hiểu cái độ mới cửa nào ha, là như bích tông mới luôn đó. Đó, bởi vì chạy nó cực kỳ chắc luôn. Đó, giá thì quá hợi, có 1,9 triệu nè. Rồi tiếp theo là hàng VIP nha anh em. Đó, cái hai con hàng VIP nè. Đó, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nha, đăng tuyển mấy con VIP này nè. Đó, hổm gầy 2-3 anh gì dặn đó mà em hôm nay em mới dọn được nè. Đó, như bây giờ không biết liên hệ lại cho ai, thì anh nào mà chốt sớm á thì chốt giùm em ha. Đó, Komatsu 43 nồng 40 ly, 43cc ha. Đó, con này giá 3 triệu nha. Máy đeo lưng nha anh em, máy móc còn đẹp, còn sáng, rất là sáng nha anh em, thấy không? Đó, zin hết nha anh em, zin hết, zin 100% cho anh em luôn. Đó, con này xài bình xăng trên ha. Đó là ba con đeo lưng này bình xăng trên không, mà là xả xăng xuống đó, xăng nó dự trữ ở trung bình hoài thì nó rất là nhạy nổ đó, nhưng mà mình phải là để tầm 5 ngày 10 ngày gì mình giật cho nó cái, cho xăng xuống cho nó thông thoát nha anh em. Nếu như anh em để hoài thì nó lắng xuống, nó lắng thì nó đóng nhớt vô, thì mình phải xuất chỉnh bộ chế lại chạy mới được đó. Bởi vì máy hai thì mà xăng pha nhớt phải anh em lâu lâu anh em giật cho nó nổ một cái, cho nó xong suốt đâu một cái, chứ nếu như mà để hoài thì cái bộ chế nó bị nghẹt ha. Đó, con này xài bộ truyền động này là bằng dây cu go trong đây anh em, dây cu go ha. Đó, lắp nó thì xài cái lắp cong, lắp như lắp từng câu vậy đó ha anh em. Đó, ga và công tắc nó nằm trên đây, và con này là hai tay, một tay cầm chỗ này và một tay cầm chỗ này ha, nó cũng là hai tay cầm đó, nhưng mà tay cầm nó không có giống nhau đó, máy đeo lưng mà. Đó, với lại cái miếng này nó còn rất là đẹp luôn nha anh em, nó rất là đẹp, rất là mềm, rất là sướng luôn, nó bóp vừa không thấy sướng rồi. Rồi nổ đi em. Phải nói là một tiếng là VIP chứ không gì hết, 40 ly nha anh em. Đó, anh em về có thể là dục vô xịt thuốc
thì thuốc thì chạy gãy cần hết luôn. Đó, cần nào mà chưa nổi. Hoặc là anh em để vô máy phun vôi, xả lúa, xả phân là gắp vô được ha. Đó, xả phân, xả lúa rồi thì anh em lấy 40 ly Vinh lấy mấy con nho nhỏ mà chạy là không có được nha. Đó. Nói chung máy nồng to nhưng mà mình giật cái thì nó cũng rất là nhẹ chứ không có nặng đâu nha anh em. Đó, em một vừa tay, một tay quay, một tay giật cho anh em nè, là mình gặt qua tua là nó cũng nổ thôi. Đó. 3 triệu anh em, 3 triệu ha. Rồi, tiếp theo là một em siêu VIP. Siêu VIP. Phải gọi là siêu VIP ha, là Robin BK351. Đó, hàng này là lần đầu tiên lên clip ha anh em. Đó, là hàng này là phải gọi là siêu VIP, hàng siêu đỉnh của máy cắt cỏ là đây. Đó, thằng này nó chỉ sao một thằng nữa là 411 thôi. Đó, con này 36 ly, còn 411 thì nó 40 ly ha. Con này đẹp zin. Đó, trên 90% luôn. Đó, công dây giật còn trắng tư luôn nha. Đó, công tắc nằm đây ha, hai công tắc luôn. Đó, quá giàu, anh này anh quá giàu. Đó, xài bình xăng trên anh em, Rubin cánh bướm nhựa 351 ha, Rubin nhựa chứ không phải là Rubin sắt đâu nha. Rubin sắt thì nó rẻ. Hàng này phải gọi là hàng hệ, hàng siêu VIP nha anh em, con này giá 3 triệu rưỡi lên nha. Con này là cho anh em dân biết chơi, biết sưu tầm. Đó, hàng phải gọi là hàng đỉnh, đẹp từ trong ra ngoài nha. Ốc ác đồ vàng khè hết. Đó, áo sống đồ vàng đó, nói chung con này về chân Tết cũng được luôn. Đó, mua về chân Tết cũng được luôn anh em. Đó, cái vàng chân đó nè, ốc ác còn 7 màu hết. Đó, anh em thấy không? Đây, cái miếng sau này nó có đóng chữ Robin luôn nè. Đó, còn cực kỳ đẹp nha anh em. Nói chung là hàng tròn trên 90% đó. Quá đẹp nha. Ốc ác đồ 7 màu, nồng nếm đồ sáng chân luôn nha. Đó, hàng đẹp bởi vì phải soi kỹ cho anh em mới được. Đó. Đây cặn xin luôn. Đó, cặn xin luôn nha anh em. Cặn xin 351 luôn ha. Đồ bò xin luôn. Đó, một tay cầm ra ra đây. Rồi nổ đi. Cái bô nó xả ra đường này luôn rồi nghe anh em. Đó. Nó làm rất là hay luôn. Đó, đúng là thiết kế luôn của mấy thằng đỉnh nó có khác. Quá dữ. Đó, 3 triệu rưỡi nha anh em. Đó. Cái thằng này mà anh em về pha nhất chuẩn là cái đồ bền nó là 20 năm là cái chuyện bình thường ha. Đó, cái đồ bền nó lên đến 20 năm là cái chuyện bình thường. Anh em pha nhất chuẩn, con này pha từ 45cc ha, cho nó dư dư xíu cho nó ngon. Đó, dây giật anh em thấy con dây giật không cũng là hiểu rồi. Đó, rồi. Clip của em tới đây đã xong ha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Quên nói nữa, con này 351 là 35cc nha anh em. Đó, 35cc ha.